Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mạng lưới sông suối hồ ao chằng chịt, nhưng phần lớn chỉ là sông suối nhỏ. Do địa hình dốc và ven biển nên nguồn nước sông hồ biến động nhanh và phức tạp. Mùa mưa nước chảy nhiều và khá đều, nhưng vào mùa khô thì nước ở hầu hết sông suối gần như cạn kiệt. Chính sự biến động này nên công tác quản lý bảo quản tài nguyên được tỉnh rất quan tâm bảo vệ nhằm khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước. Trước đây do thiếu nước nên việc trồng trọt của gia đình ông Nguyễn Hữu Sơn ở tổ 1 ấp Xăm Xoài, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức không mấy thuận lợi. Đến năm 2019, khi có nguồn nước cung cấp từ hồ Đá Đen ổn định, ông đã mạnh dạn đầu tư thêm hệ thống bếp tưới tự động để luôn đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước tưới cho 600 gốc cacao của mình. Ngày xưa thì ở đây là có nhiều khi tưới là bị ngắt nước, nhưng mà giờ là tưới thoải mái, không có việc gì. Nói chung là đủ để cho nhân dân ta sử dụng để thâm canh ở trên cái khu vực đất này. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 31 hồ chứa nước mặt với sức chứa hơn 300 triệu mét khối. Trong đó có hai hồ chứa nước quan trọng là hồ Sông Rây và hồ Đá Đen, cung cấp khoảng 210 triệu mét khối nước cho một năm, nước sinh hoạt và sản xuất cho toàn tỉnh. Để đảm bảo nguồn nước tưới trên địa bàn, Bà Rịa Vũng Tàu đã lập hành lang bảo vệ 20 công trình thủy lợi, đồng thời ban hành chủ trương không thu hút hoặc hạn chế thu hút đầu tư vào các vùng thượng nguồn, các hồ chứa nước sinh hoạt. Song song đó, các địa phương đã phối hợp với các đơn vị sản xuất và cung cấp nước, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước, đặc biệt là tại các khu vực gần các hồ, sông, suối, đầu nguồn. Thường xuyên là chúng tôi có những văn bản tổ chức chỉ đạo xuống dưới các ấp, rồi các hộ dân và liên quan đến trực tiếp sản xuất như rồi trồng trọt chăn nuôi. Một là tiết kiệm, thứ hai là khi trong chăn nuôi thì phải có biogas để mình đảm bảo cái yếu tố môi trường. Ý thức bảo vệ nguồn nước cũng như là sử dụng nước tiết kiệm luôn được người dân là tâm niệm và thực hiện trong cái cuộc sống hàng ngày. Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn nước theo định kỳ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chống thất thoát, lãng phí nước. Tất cả nhà máy nước thì bố trí cái lực lượng trực vận hành giám sát liên tục 24/24, cũng như đầu tư về khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại. Toàn bộ hệ thống được tích hợp trên điều khiển trên hệ thống SCADA để giám sát từ tất cả mọi nơi thông qua hệ thống Internet. Thì chúng tôi cũng cùng các đơn vị quản lý các hồ chứa theo dõi mực nước các hồ, các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm trên lưu vực sông, suối chảy vào hồ với 19 điểm chất lượng nước. Thì song song đó thì chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra các tuyến đầu nguồn, các sông, các suối đổ về hồ Đá Đen và hồ Sông Rây. Chất lượng nguồn nước thô thì luôn luôn được giám sát, kiểm tra định kỳ theo quy định. Nhằm tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả hợp lý nguồn tài nguyên nước, trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tận dụng địa hình để xây dựng các công trình giữ và bảo vệ nguồn nước, bao gồm cả nước mặt và nước ngập. Ban hành các chính sách phân bổ nguồn nước, lựa chọn các lĩnh vực mô hình kinh tế phù hợp, ít tiêu tốn nước, áp dụng các mô hình tuần hoàn nước trong sản xuất, sinh hoạt để không lãng phí nước.